Khi được hỏi về khả năng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal, Jose Mourinho chỉ lạnh lùng đáp là không. Đó chính xác là những gì mà huấn luyện viên người Bồ đã nhận định cách đây gần một tháng. Những lời tiên tri của Mourinho đã từng ứng nghiệm rất nhiều lần. Chỉ có điều là không ngờ lần này nó lại đến sớm thế. Vậy thì chuyện gì đang thực sự xảy ra trên đường đua Premier League? Điều đó sẽ có trong số The Locker Room ngày hôm nay. Nhưng trước khi bắt đầu video, trong thời khắc đầu năm 2024, xin được dành những lời chúc sức khỏe và thành công đến tất cả những khán giả của kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Chúc chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong nhiều chương trình hơn nữa trong thời gian tới. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Arsenal đã thua 2 trận liên tiếp trong thời điểm mà chỉ cần biết chắc chiu thì đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ nắm một lợi thế cực kỳ lớn. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ pháo thủ đang rất lo lắng về một chu kỳ buông đang đến quá sớm so với mọi năm. Premier League năm nay là một mùa giải tương đối đặc biệt. Nó hay ở chỗ là các đội đứng đầu bảng thường không có sự cách biệt quá xa về số trận thắng. Chúng ta có thể thấy top 5 cũng chỉ dao động thắng từ 12 đến 13 trận trên tổng số 19-20 trận đấu đã đấu. Một tỷ lệ thắng không quá ấn tượng, điều này thể hiện rằng không có đội nào tại EPL hiện đang tỏ ra quá áp đảo. Và một chi tiết cần đáng lưu ý nữa đó là với kiểu phân bố điểm số như thế, thứ hạng giữa các đội sẽ được phân chia dựa trên số trận hòa nhiều hơn. Vì thế nên khoảng cách giữa các đội là không quá lớn. Nói dài về cơ cấu điểm số như vậy để làm gì? Để cho chúng ta nắm được câu chuyện rằng chỉ cần sơ sẩy khoảng từ 1 đến 2 vòng thôi, kể cả là đội bóng dẫn đầu cũng có thể đứng trước nguy cơ lọt ra ngoài top 4. Sau vòng đấu thứ 17, Arsenal đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm với 2 chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Brighton. Chiến thắng đó đã giúp cho Arsenal mang đến hy vọng về một cuộc lật đổ Manchester City cho các cổ động viên của họ. Thế nhưng để làm được điều mà Man City làm, Arsenal cần hơn những sự ổn định. Trong 3 trận vừa qua, Arsenal chỉ giành được 1 trên tổng số 9 điểm tối đa. Trong trận đấu đầu tiên họ hòa Liverpool, thôi thì cũng tạm được, The Kop cũng là một đối thủ mạnh. Những ác mộng của họ chỉ đến trong một vài ngày vừa qua. Rạng sáng ngày 29, trận đấu muộn vòng 19 giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa hai đại diện thành London là Arsenal và West Ham United. Arsenal đã cố gắng ép sân toàn diện, nhưng kết quả cuối cùng Arsenal thua 0-2 trên sân nhà. Với kết quả này, sau vòng 19, Arsenal đã không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool. Chưa hết choáng váng sau trận thua kia, Arsenal đã phải đến Craven Cottage làm khách. Trận này Arsenal khởi đầu lạc quan với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ cú đá bồi của Saka, nhưng đội khách cũng nhanh chóng mất thế trận để Fulham vùng lên thắng ngược nhờ các cú đá cận thành của Raul Jimenez và De Cordova-Ret. Arteta ôm đầu, ông biết mọi thứ đã hơi vượt quá tầm tay của ông. Arsenal chỉ trong 4 ngày đã từ vị thế đội đua vô địch xuống thẳng top 4. Trong trận West Ham, Arsenal đã cầm bóng 65%, tung ra đến 30 cú sút, trong đó có 8 pha dứt điểm và khung thành, có đến 2,8 bàn thắng kỳ vọng. Nhưng rốt cuộc, bằng một cách nào đó, Arsenal vẫn không thể kết thúc trận đấu với chỉ một bàn thắng chứ đừng nói là một chiến thắng. Sang đến trận gặp Fulham, Arsenal thậm chí còn không thể chiếm lấy được hoàn toàn thế trận. Chúng ta có thể thấy được chỉ số bàn thắng kỳ vọng giữa hai đội loanh quanh chỉ khoảng 1,5 đến 1,6, không có quá nhiều sự chênh lệch. Thậm chí đây là trận đấu mà Arsenal tung ra ít cú sút hơn so với Fulham, 13 so với 15 pha dứt điểm của đội chủ nhà. Việc thiếu vắng Kai Havertz đã làm cho Arsenal phát sinh ra một vấn đề mới, đó chính là tuyến giữa của họ thiếu sức va đập như trước. Giờ đây chưa rõ Arsenal sẽ làm gì để quay trở lại với đúng vị thế của một đội bóng trong cuộc đua vô địch. Chỉ biết rằng sau lưng họ là một Tottenham chỉ còn cách Arsenal đúng một điểm đang phả hơi nóng ngay ở phía sau. Cũng trong buổi phỏng vấn với người học trò cũ John Obi Mikel, Mourinho chỉ ra lý do khiến Arsenal không thể vô địch chính là do đội hình quá mỏng, đặc biệt là ở hàng tấn công. Liệu mọi chuyện có thực sự là như vậy hay không? Arsenal trong mùa giải năm nay xoay nhiều sang bài đánh các tiền đạo làm tường và đặt trọng tâm dứt điểm chính và hai số 8 hơn. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng chính vì phong độ ghi bàn của bộ ba trên hàng công của Arsenal tệ đến như vậy nên Arteta mới phải xoay bài. Họ tệ như thế nào? Mặc định bộ ba hàng công của Arsenal bao gồm ba cái tên thường xuyên ra sân là Saka, Jesus và Martinelli, tổng cộng là 11 bàn và 14 bàn thắng thì cũng chỉ ngang với người đang xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh, Jarrod Bowen. Xếp trên Bowen là ai? Erling Haaland 14 bàn thắng, Mo Salah, Solanke và Son cùng 12 bàn. Dĩ nhiên là câu chuyện nhà vô địch và vua phá lưới không thường đi đối với nhau. Song cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Arsenal là Saka mới chỉ ghi được 40% số bàn thắng, người dẫn đầu thì đó là một vấn đề không nhỏ một chút nào.
Việc chia đều ra trong khâu ghi bàn không phải một câu chuyện xấu, nhưng trong những thế trận khó, Arsenal vẫn cần một điểm tựa. Như cái cách Liverpool tựa vào Salah, Man City tựa vào Haaland, Tottenham tựa vào Son Heung-min và Aston Villa tựa vào Ollie Watkins. Jesus chắc chắn là một trụ cột của Arsenal rồi, nhưng cả anh và người dự bị là Eddie Nketiah đều khó có thể trở thành một chỗ dựa ở khoảng đầu ra bàn thắng cho Arsenal, nhất là khi đối thủ đổ bê tông. Việc Jesus lùi về đóng góp lối chơi tốt thôi, đó là một bài đánh tạo khoảng trống cho các chân chạy cánh hoặc số 8 lao vào vòng cấm để dứt điểm. Thế nhưng có vẻ như cả Saka và Martinelli đều không đạt được trạng thái dứt điểm tốt nhất. Lấy trận West Ham ra làm ví dụ, việc Jesus không thường xuyên có mặt trong vòng cấm đã khiến Angelo Obonya và Konstantinos Mavropanos tương đối rảnh chân. Cặp trung vệ huấn luyện viên David Moyes ít bị bắt buộc phải giữ vị trí. Họ rảnh rỗi hơn để hỗ trợ che chắn các pha đột phá từ cánh hay tuyến hai của Arsenal. Trong thị trường chuyển nhượng hè vừa qua, Arsenal đã mang về Kai Havertz, người ghi được 4 bàn mùa này, lại là một số 9 ảo nữa. Nhưng đối với Arteta, Kai Havertz có vẻ như sẽ trở thành một số 8 mới, thay thế trực tiếp vai trò của Granit Xhaka bỏ lại trước đó hơn là chuyển anh thành một số 9 thực thụ. Dẫu sao thì có vẻ như Arsenal cũng nhận ra được vấn đề của mình. Đã bắt đầu có những tin đồn về việc họ muốn đàm phán với Ivan Toney hay Victor Osimhen, chính là những dấu hiệu tích cực trong việc The Gunners muốn cải thiện tình hình. Một chân sút đẳng cấp thôi có thể sẽ khiến cho cả Saka và Martinelli lấy lại sự tự tin như hệ quả của hiệu ứng domino. Chưa vô địch cùng Chelsea và thiết lập ra một loạt kỷ lục mà đến bây giờ chưa ai có thể phá vỡ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự am hiểu của Mourinho về Premier League. Cũng chính vì vậy mà những nhận định mới đây của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dần trở nên có sức nặng hơn bao giờ hết. Jose Mourinho dù không gắn bó với giải Ngoại hạng Anh quá lâu như những Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger, nhưng ông ít nhiều cũng đã tạo cho mình được danh tiếng tại bóng đá xứ sở sương mù. Trong hai lần dẫn dắt Chelsea ở hai giai đoạn 2004-2007 và 2013-2015, ông đều giúp đội bóng phía Tây thành London giành được đến 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh. Thế mới thấy được vị chiến lược gia 60 tuổi đã xuất sắc như thế nào trong cuộc đua đường dài. Ông hiểu rõ được đội bóng mình cần gì và làm thế nào để duy trì sự ổn định xuyên suốt cả mùa giải. Mới đây Mourinho đã có những dự đoán của riêng mình về cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa giải này. Ông đã không ngần ngại loại Arsenal ra khỏi cuộc đua này và chỉ đích danh chỉ có Man City và Liverpool đủ khả năng để cạnh tranh danh hiệu. Tôi sẽ loại Arsenal ra khỏi cuộc đua này. Man City và Liverpool sẽ là hai ứng cử viên nặng ký, nhưng khoảng cách giữa họ không quá xa. Tôi nghĩ chỉ tầm 51% và 49%, Mourinho phát biểu. Đáng chú ý, những phát biểu của ông đến khi Arsenal vừa mới có chiến thắng 2-0 trước Brighton và đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, nhưng ông lại tự tin dự đoán rằng Arsenal sẽ không thể vô địch. Cho đến bây giờ, mọi dự đoán của Mourinho dường như đã trở thành sự thật khi Arsenal không thắng trong 3 trận gần nhất và rơi thẳng xuống vị trí thứ 4 sau khi vòng 20 khép lại. Dù không được lòng của rất nhiều người hâm mộ bóng đá, nhưng phải công nhận rằng những lời phát biểu của Mourinho rất có trọng lượng và nó sẽ đúng vào một hoàn cảnh nào đó, có thể trong hiện tại hoặc tương lai. Sau khi rời Chelsea vào năm 2015, Mourinho đã dẫn dắt Man United trong giai đoạn 2016-2018. Thành tích tốt nhất của ông là giúp câu lạc bộ đạt được ngôi Á quân mùa giải 2017-2018. Nhưng mọi người cho rằng đó là thành tích tệ hại của Quỷ Đỏ, bởi trong mùa giải đó, Man United đã bị nhà vô địch Man City bỏ xa đến 19 điểm trên bảng xếp hạng. Trước những lời chê bai đó, Mourinho đã không ngại đáp lại rằng với đội hình như hiện tại, dẫn dắt Man United đến ngôi vị Á quân EPL đã là thành công rất lớn của tôi rồi. Đến bây giờ người ta nhìn lại đội hình năm đó ở Quỷ Đỏ thì quả thật Mourinho có lý khi nói như vậy. 6 mùa giải đã qua, Man United chỉ có một lần nữa cán đích ở vị trí Á quân là mùa giải 2020-2021, thì mới thấy được Mourinho có cái nhìn rất cụ thể và đánh giá được tương quan lực lượng của đội bóng có thể vô địch được hay không. Dù các fan của Arsenal không thích về những phát biểu mới đây của Mourinho, nhưng những gì mà ông đã từng phát biểu trong quá khứ cũng như tình hình của đội bóng hiện tại, mọi thứ đang dần trở nên khá tiêu cực với đội bóng Bắc London. Họ chỉ có thể chứng minh những gì mà Mourinho nói là sai bằng cách giành chiến thắng và đạt được ngôi vô địch vào cuối mùa giải này. Để thay đổi tình hình, trước mắt pháo thủ cần bổ sung thêm những bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để thay đổi tình hình. Không nằm ngoài cuộc chơi đó, Man City và Liverpool cũng hứa hẹn sẽ đem về những chiến binh mùa đông chất lượng. Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái chứng kiến một Arsenal vô cùng mạnh mẽ trong suốt phần lớn của mùa giải. Tính đến vòng đấu thứ 29, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng với 72 điểm. Nhiều hơn đội xếp thứ hai Man City 8 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Cho dù Man City có thắng nốt trận đấu thì Arsenal vẫn có lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến với chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra kể từ khi Arsenal đến làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Lữ đoàn đỏ mùa giải năm ngoái vô cùng bất ổn, thế nên không khó hiểu khi Arsenal là đội bóng được đánh giá cao hơn và họ cũng sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau chưa đầy 30 phút bóng lăn.
Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của pháo thủ, thế nhưng Liverpool đã vùng lên kèm theo sự lơ là của các thủ đội khách. Lữ đoàn đỏ đã có hai bàn gỡ và khép lại trận hòa 2-2. Cũng trong vòng đấu này, Man City cũng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Southampton, qua đó rút ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm. Sau trận hòa trước Liverpool, Arsenal tụt phong độ một cách khó hiểu khi họ liên tiếp hòa trước West Ham và Southampton khiến cho khoảng cách bị rút ngắn xuống chỉ còn 5 điểm ở vòng đấu 32 và Man City thi đấu ít hơn đến 2 trận. Và thế rồi chuỗi domino xuất hiện, Arsenal cứ thế mất đi vị trí đầu bảng và trực tiếp dâng chức vô địch vào tay của Man City ở cuối mùa giải. Cũng phải nói thêm rằng chính thành tích không quá tốt ở sân nhà khiến Arsenal đánh mất chức vô địch. Cả mùa giải trước, Arsenal đã không thắng trong 5 trên 19 trận được thi đấu tại Emirates với 3 trận hòa và 2 thất bại. Ngoài Emirates ra thì có vẻ như Anfield là một cái gì đó quá mạnh với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Sau mỗi lần làm khách đến nơi này, y như rằng phong độ của họ sẽ bị tụt dốc và mùa giải này cũng tương tự như vậy. Sau trận hòa 1-1 trước The Kop, Arsenal trải qua 2 trận thua liên tiếp trước các đội bóng thành London và rơi thẳng xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Điểm chung của 2 trận thua đó là do phong độ cầu thủ đang bị sa sút một cách khó hiểu. Lối đá uyển chuyển của Arsenal đã không được phát huy trong các trận đấu vừa qua, khiến họ lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Và đặc biệt là họ thiếu đi một tiền đạo cắm đủ đẳng cấp để giải quyết khâu ghi bàn của đội bóng. Nhưng Eddie Nketiah hay Gabriel Jesus đều không phải là mẫu cầu thủ như vậy. Có lẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, Arsenal cần phải tìm ra một trung phong xuất sắc để hiện thực hóa tham vọng vào cuối mùa giải. Khép lại năm 2023 bằng 2 trận thua liên tiếp chẳng phải là điều dễ chịu gì. Nhưng dù sao họ vẫn chưa bị Liverpool hay Man City bỏ quá xa trên bảng xếp hạng. Nếu lữ đoàn đỏ giành chiến thắng trước Newcastle thì khoảng cách cũng chỉ là 5 điểm, đủ để Arsenal lật ngược lại thế cờ. Cái quan trọng là Mikel Arteta và các học trò của ông cần phải rút ra những kinh nghiệm sâu sắc sau những trận thua vừa rồi nhằm hướng tới năm 2024 thành công hơn. Đặc biệt là cần tìm lại cảm giác bóng cũng như phong độ tốt nhất cho cầu thủ, nếu không kịch bản như năm ngoái sẽ một lần nữa tái diễn với đội chủ sân Emirates. Thời điểm Arsenal bắt đầu chu kỳ buông ở mùa giải năm ngoái cũng trùng với thời điểm phải đối mặt với Liverpool trong một trận hòa với 4 bàn thắng. Mùa giải năm nay mọi chuyện cũng gần như tương tự khi hai đội cũng mới chia điểm ở một vài vòng đấu trước. Với kinh nghiệm đã trải qua, fan của pháo thủ đang mong mỏi đội bóng thân yêu của mình có thể tránh bước vào vết xe đổ của mùa giải trước. Đường đua Premier League đang ngày càng trở nên khốc liệt bởi khoảng cách giữa những đội top đầu chỉ là một vài điểm mong manh. Pháo thủ tỏ ra thất thế với một lực lượng tương đối mỏng trong khi họ còn góp mặt ở nhiều đấu trường. Kỳ chuyển nhượng đông này nhất định sẽ là một kỳ mùa sắm bận rộn nếu như họ không muốn tiếp tục trắng tay. Hơn thế nữa, Man City hay Liverpool cũng sẽ không nằm ngoài cuộc chơi này. Nói về khả năng vô địch của Arsenal, Jose Mourinho chia sẻ thêm rằng: "Tôi sẽ nói Man City là 51% và Liverpool 49%. Nếu bỏ sự cạnh tranh giả, tôi muốn Arsenal thắng. Tất nhiên, Chelsea sẽ không thắng, nó không còn là vấn đề nữa. Tất nhiên, Man United cũng sẽ không vô địch. Tôi không nói về Manchester United. Vì vậy, nằm giữa 3 điều này và trong số 3 điều này, tôi muốn Arsenal giành chiến thắng. Nhưng 51% và 49%, và tôi nói 51-49, vì khi nhìn các trận đấu sắp tới, Man City có đội hình là 2 đội. Tình hình nhân sự nơi hàng công của đội chủ sân Emirates đang thực sự đáng báo động. Họ không sở hữu một người chia lửa thực sự đủ đẳng cấp với những nhân tố đá chính trong đội hình. Đặc biệt là với Bukayo Saka và cầu thủ thường xuyên gặp chấn thương mùa này là Gabriel Jesus. Theo The Athletic, Arsenal đã chốt danh sách rút gọn 4 mục tiêu làm mới hàng công do đây là khu vực cần được bổ sung nhất. Danh sách này bao gồm ngôi sao cắm mãn án cấm thi đấu của Brentford là Ivan Toney. Cái tên tiếp theo là vua phá lưới Serie A mùa giải 2022-2023, Victor Osimhen Napoli. Anh được phía Napoli định giá 120 triệu bảng. So với Toney và Osimhen, hai cái tên phía sau sẽ được xem là tương lai của Arsenal nếu như họ thật sự đến với sân Emirates. Đó là trường hợp của Evan Ferguson của Brighton và Benjamin Sesko của RB Leipzig. Ferguson mới gia hạn với Brighton và được câu lạc bộ hết giá tới 100 triệu bảng. So với ba cái tên kể trên, giá của Sesko được đánh giá là mềm nhất. Năm 2023 của Liverpool đã khép lại một cách mỹ mãn với ngôi vị đầu bảng sau giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, Liverpool hiện tại vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục. Trong đó, huấn luyện viên Klopp có lẽ cần phải gấp rút mua cầu thủ trong phiên chợ đông năm nay để củng cố đội hình. Theo cựu danh thủ Jamie Carragher, lữ đoàn đỏ cần mua ít nhất một tiền vệ phòng ngự giỏi và một hậu vệ đẳng cấp. Theo báo chí Anh, Liverpool quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Douglas Lewis trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Douglas Lewis đang là một trong những tiền vệ hay nhất ngoại ngành với đóng góp quan trọng giúp Aston Villa đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hợp đồng của Douglas Lewis còn thời hạn đến năm 2026. Mặc dù vậy, Aston Villa khó giữ chân cầu thủ người Brazil trước sự theo đuổi của các đội bóng lớn. Bên cạnh đó, The Kop cần bổ sung ít nhất một hậu vệ khi mà hàng thủ của họ giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 5 người.
Vị trí cấp thiết nhất mà Man City cần bổ sung lúc này có lẽ là người chia lửa xứng đáng với Rodri. Thiếu vắng tiền vệ người Tây Ban Nha, The Citizen đã không ít lần lâm vào tình cảnh khốn đốn. Chính vì vậy, đây sẽ là một vị trí cần ưu tiên để bổ sung. Theo nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ, Man City đã chính thức mua Claudio Echeverri, 17 tuổi, từ câu lạc bộ River Plate với mức phí 25 triệu euro. Khi hợp đồng có thời hạn 6 năm, Echeverri sẽ được cho River Plate mượn với thời hạn đến tháng 12 năm 2024. Sau đó, cầu thủ này sẽ đến châu Âu gia nhập câu lạc bộ Man City. Đó mới chỉ là những thông tin ban đầu được giới truyền thông đưa tin khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đang rục rịch đến gần. Chắc chắn trong tháng 1 này, đứng đua củng cố sức mạnh cũng hấp dẫn chẳng kém gì cuộc đua vô địch Premier League. Arsenal đang dần đuối sức với một lực lượng quá mỏng. Việc mang về những tân binh ngay trong tháng 1 là điều hết sức cấp thiết. Nhưng liệu cái dớp của những năm ngoái có ngừng theo đuổi thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta để họ có thể nếm được hương vị đăng quang Premier League hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bạn dự đoán thế nào về mùa giải năm nay của pháo thủ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trên kênh của bình luận viên Anh Quân.